Các bạn thân mến, đây là hai đôi chim và mình sẽ chuẩn bị làm thủ tục để chuyển cho khách hàng của mình qua nhà xe. Thì đây là mình cũng cẩn thận, mình cũng cắt đuôi một đôi. Một đôi thổ đặc và một đôi pha thục. Chim này thì cũng khoảng 2 tháng rồi, chỗ rất là tốt thì mình cho ăn trước no để chim có thể là khỏe trong vòng khoảng 2 ngày. Đóng vào hộp kín và vừa phải, không nên rộng quá, tránh xô xát để chim yếu. Thì nếu như anh em thường thì khách hàng quen rồi thì họ cũng sẽ chuyển khoản cho mình, là mình sẽ chuyển chim theo nhu cầu của họ. Thì bây giờ cũng là ra riêng, bắt đầu nắng ấm lên sẽ vào mùa chim sinh sản. Các bạn khi mà các bạn về nuôi mà có cái thắc mắc gì cũng như là có cái băn khoăn gì, các bạn có thể gọi lại cho vườn chim của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cái việc kỹ thuật cũng như kinh nghiệm. Thường thì các bạn bên mua, các bạn sẽ trả cước cho nhà xe. Thường cũng chỉ 1-200 nghìn, đấy là tùy. Nếu mà chuyển xuống trung tâm thành phố Hà Nội chỉ mất 50 nghìn thôi. Thì bên này thì cũng đôi này thì bố mẹ đang ấp ở trên. Các bạn nhìn kỹ thì các bạn có thể thấy là bố mẹ con chim ấp ở trên đây. Còn khi mà đôi này chỗ rồi thì mình cũng tách riêng ra. Đây là đôi chính thống. Đôi này cũng được khoảng gần 2 tháng rồi. Các bạn chuồng nuôi thì đây là rất đơn giản. Các bạn thấy đây là một đôi. Thì nếu như các bạn tinh ý thì cái con đực là cái con gần cái cốc nước xanh, mà con cái thì con đang quay đuôi ra đằng này. Thì mình nuôi rất dân dã, thóc lúa thì mình để luôn dưới nền đất này, mang nước xanh xanh, hoặc là nếu cho ăn sạch cho thóc vào cái bình bong đây, che một chút đây, cắm một vài cọng sắn vào, rất đơn giản nhưng mà nó rất là thân thiện, rất là gần gũi với thiên nhiên. Đấy các bạn thấy chim xuống dưới đất này. Đó. Cái phân chim này thì mình không phải nhét dọn hàng ngày mà tự nó phân hủy, nó ngâm xuống đất thôi. Mà các bạn nào cẩn thận thì có thể là cho lên máng thực tế, nhưng mình thích nó dân dã tự nhiên. Thì chim ở đây thì thường là mình chim mái thì mình chim nuôi thuần, nhưng chim trống thì mình thường lấy chim bẫy về mình ghép chim đi đánh dọ, chim ngoài thiên nhiên. Các bạn đã từng chuyển vào tận Sài Gòn rồi, có những bác yêu thích những con thuần hoặc những con giọng, những con màu sắc hoa mơ hay là xám hay là màu phấn hồng nông ngỗng, hay là chim cu miền Bắc. Cái chim thì thực ra mình phải yêu nó và mình dành thời gian cho nó. Thì mình cũng không phải là trang trại gì ghê gớm, xuất phát từ lòng yêu chim đấy thì cũng gây dựng được một số giống khác nhau, và vườn chim của mình cũng chỉ cấp độ là gia đình, nhưng mà mình đang lên hy vọng rằng sẽ quy tụ được những người yêu chim, và mình rất hoan nghênh đón chào những khách đến thăm và chia sẻ cũng như giao lưu. Một lần nữa xin
Thân ái chào tạm biệt những người yêu con chim cô gái Việt Nam. Ai là thú? Ai là thú? Ừ.